Sáng ngày 12 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra một người nước ngoài có hành vi mang gần 300 gram ma túy nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thông tin ban đầu, số ma túy trên được đối tượng này mua từ Campuchia, dự định mang vào thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, tại khu vực biên giới thuộc ấp Bình Quới, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đối tượng Tạ Nhạc Trương, sinh năm 1996, cư ngụ tại quận Nan Di, thành phố Cao Hùng, Đài Loan đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Khi tiến hành kiểm tra, phát hiện trong hành lý của thanh niên này có 3 điện thoại di động và 3 gói ni lông, trọng lượng khoảng 300 gram, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, được cất giấu trong 2 hộp nước nho có nhãn hiệu nước ngoài. Qua đấu tranh khai thác, Trương khai 3 gói ni lông trên là ma túy Keta, do Trương mua tại thành phố Ông Bênh với giá 2.000 đô la và định mang theo số hàng này vào thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.